Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ năm, cái ngày mà chúng ta đã chờ đợi để có được cái chỉ số CPI tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 4 giờ rưỡi chiều giờ Cali và chúng ta cuối cùng đã có cái chỉ số đó. Nhưng mà trước khi mà Thuận đi vào những cái chi tiết đó, Thuận đã chia sẻ rất nhiều những cái thông tin mà các bạn cần biết trên những mạng xã hội rồi. Nhưng mà trong video này đó, Thuận muốn đi sâu hơn một chút. À, về những gì đã xảy ra nhưng mà trước hết á, có thể là tôi sẽ lặp lại một số những cái thông điệp mà thường đã nói tới khá nhiều trong vòng mấy ngày hôm qua trước khi mà chúng ta có cái thông tin này và thậm chí trước khi mà chúng ta có cái thông tin à, cuối tuần vừa rồi liên quan đến cái chỉ số thất nghiệp tại Hoa Kỳ có thể là cái lúc mà thông tin được đưa ra thị trường có nhiều cái sự sôi động nhiều bạn thì có thể là để cho cái cảm xúc của mình nó lấn áp lý trí của mình tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được những cái thông tin như là cái chỉ số thất nghiệp tại Hoa Kỳ cũng như là chỉ số CPI ngày hôm nay đó thì thị trường hầu như là có một cái sự lẫn lộn tốt hay xấu đó có người nghĩ là tốt có người nghĩ là xấu dẫn đến thị trường khá là dao động và thường đã chia sẻ về ngày hôm qua đó những lúc mà có chỉ số như là CPI là thương nhập Hoa Kỳ đó trong thời điểm này nó rất là nhạy cảm tình hình thị trường sẽ khá là hỗn loạn và chúng ta sẽ không biết được rõ xu hướng cho đến khi nào mà mọi người đó bình tâm lại rồi chúng ta mới thấy được là mọi người nghĩ sao về cái chỉ số này và đặc biệt hôm nay điều đó đã xảy ra như bạn cũng đã thấy là mới đầu đó có thông tin liên quan đến chỉ số làm phát CPI giá cả của tất cả tài sản khi nào nó lại đi xuống rất là nhanh rồi sau đó là đi ngược trở lên thì tại sao như vậy và điều mà thường nó chia sẻ với các bạn đó Thật ra nếu như mà các bạn chỉ quan tâm rất là ngắn hạn Giống như là cái cuộc họp của Fed đó, khoảng chừng 2 tuần tới đây Thì lúc đó đó Fed ở Hoa Kỳ Họ sẽ có quy định tăng lãi suất như thế nào Thì thật ra mà nói đó các bạn đã biết là Fed đã nói rất là rõ ràng rồi Họ cần một cái xu hướng Chứ mà họ cần một cái tài liệu này hay là cái tài liệu kia Cho nên nếu các bạn chỉ quan tâm đến Trong cái thời gian 2 tuần tới đây thôi Fed sẽ làm gì thì những thông tin này nó cũng không quan trọng đâu các bạn không phải thường nói là những thông tin này đó không có quan trọng là thường nói đây đó là nó không có quan trọng đối với những gì mà Fed sẽ làm trong cái cuộc họp hai tuần tới đây tại vì họ đã nói rất rõ ràng họ sẽ tăng lãi suất rồi và khả năng rất cao là sẽ tăng 0.75% cho dù là chúng ta có thông tin như thế nào ngày hôm nay đó Fed cũng sẽ có xu hướng đó tại vì họ đã nói rất rõ ràng trong nhiều cuộc họp báo khác nhau và nếu như họ nói mà họ không có làm đó thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Fed và sau này đã Fed nói người ta sẽ không có nghe cho nên tôi nghĩ là những gì chúng ta thấy sẽ không có ảnh hưởng đến gì mà Fed sẽ làm đâu tại vì chúng ta chỉ nhìn vào một đề tài này một cái chủ đề kia một cái thông tin nọ nó không có phải là một cái xu hướng Fed đã nói rất ràng họ cần một cái xu hướng giảm cho chỉ số CPI hoặc là cái xu hướng tăng của cái phần chấp thất nghiệp trước khi mà họ có quyết định khác Chứ nhưng mà tới bây giờ đó thì không có cái điều đó xảy ra cho nên không có lý do gì chúng tôi nghĩ là fed sẽ nương tay hay là thay đổi cái suy nghĩ của mình trong cái cuộc họp hai tuần tới đây đó là cái suy nghĩ của thuận đương nhiên hy vọng là fed sẽ có thể là có cái sự thay đổi khác nhưng mà thường nghĩ là khả năng đó không có cao đâu các bạn tại vì nếu như mà fed đã nói là sẽ tiếp tục tăng lãi suất mà không tăng đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự của fed như là thường vừa chia sẻ với các bạn cho nên những bài nào mà chỉ quan tâm ngắn hạn đó thì các bạn thực sự mới nói là những gì xảy ra ngày hôm nay hay là ngày thứ sáu khi mà có thông tin thất nghiệp đó cũng không có ảnh hưởng đến cái điều mà Phát sẽ làm đâu nhưng mà nào mà đầu tư dài hạn thì càng không nên quan tâm đến quá nhiều những thông tin này những thông tin này ra thì cho chúng ta thấy được là cái cơ chế hoạt động của tình hình tài chính ở Hoa Kỳ cũng như là ở cả thế giới như thế nào mà thôi để các bạn có thêm thông tin để các bạn có thể đưa ra một cái lập luận đầu tư của mình là như thế nào chứ còn nếu nói đầu tư dài hạn đó, thì những tin này đó chỉ có cái sức ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi cho nên chúng ta cũng không nên là quá phản ứng mạnh thông tin như thế này khi nào mà chúng ta bắt đầu thấy có một cái xu hướng rõ ràng về CPI hay là phần trăm thất nghiệp đó thì chúng ta mới có thể có những lực lượng khác bây giờ thì chúng ta vẫn không có đâu các bạn đó là một cái thông tin chung thùng muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà chúng ta đi vào những cái chi tiết và cũng có một điều thùng muốn nói với các bạn đó là chúng ta đã biết là ở trên những mạng xã hội đó có rất là nhiều những cái chương một thuần khác với đồ giả các bạn đang thấy được là hàng ngày đó ở trên Facebook các bạn thấy có rất là nhiều những cái chương mục thuận capital giả. Như bạn nói là sao đừng không có report hay là lock đi. Thật ra thường report và lock hàng ngày luôn. Nhưng mà họ dùng bot để mà tạo những cái chương mục này ra. Cho nên không biết nào mà các bạn lock hết được. Các bạn lock ngày hôm nay, ngày mai lại có thêm nữa. Và đặc biệt đó là ở trên Twitter gần đây xuất hiện một cái chương mục giả. Các bạn thấy được là chương mục này đó nhìn rất là giống như thuận capital. Chỉ khác một chỗ mà thôi. Đó chính là cái trừ thuận capital đó thì có từ S nằm chính giữa, các bạn thì được thuận S Capital. Chứ S này đó trang chính thức là không có, cho nên các bạn nên cẩn thận. Rồi bây giờ chúng ta hãy nói tới cái thông tin lớn nhất ngày hôm nay và cũng có một cái thông tin lớn khác nhé. À, liên quan đến đồng bảng Anh, thì muốn chia sẻ với các bạn và đó là một cái thông tin tốt. Và sau đó có một số những thông tin nổi bật về thị trường crypto và tài chính nói chung, Thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa. Nhưng mà đầu tiên hết đó, thì hồi sáng này chúng ta có một cái thông tin tốt về đồng bảng Anh, rồi thị trường tài chính đã là một màu xanh, nhưng mà cái thời điểm đó, đó vẫn chưa có chỉ số CPI và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái giá của Bitcoin và Crypto đó thì cũng đã đi xuống một phần ít. Mặc dù là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đó lúc đó chưa mở cửa nhưng mà những chỉ số đồng tương lai đó là đang rất là xanh. Nhưng mà chúng ta có cái thông tin liên quan CPI đó thì tất cả đều tiếp tục là một màu đỏ. Tại vì sao vậy? Chúng ta trước hết hãy nhìn vào chỉ số CPI đi phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ tính theo cái chỉ số tiêu dùng thì các bạn thấy được là cái mà gọi là all items nghĩa là tính tổng hết á, thì cái chỉ số lạm phát của tháng này thực ra đây là chỉ số của tháng 9 tháng 10 chúng ta mới có thì chỉ số mới nhất đó là 8.2% các bạn thấy được là đây là cái số tổng Kế đó chúng ta nhìn thấy được là cái màu xanh lá cây này đó là cái chỉ số là 6.6%. Đây là cái chỉ số phần trăm lạm phát mà không tính lương thực và năng lượng tại vì lương thực và năng lượng nó là hai cái phần lớn trong lạm phát. Thì đây gọi là phần trăm lạm phát tổng. Cái màu đỏ này là 8.2, phần trăm lạm phát core có CPI đây các bạn hay nghe nói tới đó chính là 6.6%. Đây là hai con số thông thường mà người ta quan tâm đến khi mà nhìn vào chỉ số phần trăm lạm phát này. Rồi, chúng ta đưa được chỉ số này đó là tốt hay là xấu. Trước hết đó là khi mà chúng ta so sánh với lại cái tháng vừa rồi đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là tháng vừa rồi ra sao. Tháng vừa rồi đó là cái chỉ số tổng 12 tháng CPI là 8.3%. Bây giờ là con số gì? bây giờ là 8.2 có nghĩa là tốt hơn đúng không các bạn chúng ta thấy được là phần trăm lạm phát càng thấp thì càng tốt thì chúng ta nhìn thấy được hiện bây giờ là 8.2 so với tháng vừa rồi là 8.3 thì đương nhiên là tốt rồi còn về core CPI đó có nghĩa là không tính lương thực và thực phẩm thì sao hiện bây giờ là 6.6 so với lại cái tháng vừa rồi là bao nhiêu thì các bạn thấy được cái tháng vừa rồi đó đó chính là cái chỉ số là 6.3 thì cái con số này đã tăng lên có nghĩa là chúng ta thấy được là tổng đó thì đi xuống nhưng mà core CPI thì tăng lên và chúng ta cũng đã thấy cái bạn bỏ phiếu thường đăng trên những mạng xã hội đó thì có bốn cái trường hợp và trường hợp mà chúng ta có đó chính là trường hợp mà thường chia sẻ với bạn là khả năng sẽ xảy ra đó chính là tổng CPI giảm nhưng mà core CPI tiếp tục tăng nhưng mà các bạn thấy là phần lớn đó các bạn cũng đã có cái sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi là cả hai đều tăng thì nói chung nếu như các bạn đã có cái sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi thì những thông tin này cũng không có làm cho các bạn chung bước đâu nhưng mà điều mà thường muốn chia sẻ thêm ở đây đó là tại sao mới đầu chúng ta lại thấy cái giá cả là đi xuống mạnh như vậy thì rất là dễ hiểu tại vì các bạn nên nhớ đó là trước khi mà có chỉ số CPI thì chúng ta có những cái ước tính đưa ra từ nhiều người nhưng mà cái ước tính mà nhiều người quan tâm tới nhất đó là cái ước tính đến từ Dow Jones và Dow Jones đã ước tính như thế nào? Ước tính là tổng CPI là 8.1 và core CPI đó là 6.5 đây chính là cái kỳ vọng của những nhà đầu tư và chúng ta có thể thấy được so với kỳ vọng thì ra sao? Thiết rõ ràng khi mà chúng ta nhìn vào con số thực sự đó là 8.2 so với lại kỳ vọng đó là 8.1 thì đương nhiên là không bằng rồi. Cái kỳ vọng tốt hơn và cái sự thật đó thì xấu hơn. Chúng ta nhìn vào Core CPI cũng tương tự 6.6 so với lại kỳ vọng đó là 6.5 thì cũng là tệ hơn. Nói chung đó thì con số đã tệ hơn là kỳ vọng và như thường nay chia sẻ với các bạn đó nếu như mà cái chỉ số thật mà cao hơn là ước tính đó, trường hợp chúng ta có ngày hôm nay thì khả năng sẽ là một màu đỏ và chúng ta thấy điều đó cũng đã xảy ra khi mà cái thông tin này được tung ra đó là điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn và điều quan trọng hơn đó là các bạn thấy được là người ta cũng xem cái sự khác biệt giữa cái tháng vừa rồi và tháng này xem coi cái xu hướng của phần trăm lạm phát như thế nào trong vòng một tháng thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái cột mà nó để bên trên này đó actual quyền là chính thức còn forecast nghĩa là ước tính thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái chỉ số core CPI đó không tính lương thực và năng lượng thì cái ước tính là tăng 0.4% nhưng mà sự thật là tăng tới 0.6 có nghĩa là lạm phát không tính năng lượng và thực phẩm đó thì vẫn đang trên đường tăng lên tôi sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin với các bạn chi tiết hơn một lát nữa còn về core CPI đây thì cũng tương tự chúng ta nhìn thấy được là tổng CPI đó thì cái kỳ vọng đó là chỉ tăng cũng tăng nhưng mà chỉ tăng có 0.3 mà thôi nhưng mà cuối cùng à, là tăng tới 0.4 thì nói chung đó, tuy là so với tháng vừa rồi chúng ta cũng thấy là có một cái sự cải tiến nhưng mà so với là cái kỳ vọng đó thì chúng ta thấy được là hoàn toàn là xấu hơn kỳ vọng Tuy là xấu hơn một chút mà thôi như bạn nói là xấu hơn một chút Nhưng mà tại sao mà khi mà có thông tin này thị trường lại phản ứng mạnh như vậy Chúng ta có thể nhìn thấy được đó là sau khi mà có chỉ số uh, CPI đó Thì uh, để không refresh Nasdaq Composite Thì đây là cái uh, lúc mà thị trường vừa mở cửa thị trường chứng khoán của hoa kỳ đó thì các bạn thường ngay lập tức mở cửa đó cái đường mà màu đỏ nó chấm chấm trên màn hình các bạn thấy đó chính là cái mức giá đóng cửa ngày hôm qua thì khi mà mở cửa ngày hôm nay đó các bạn thấy được là ngay lập tức mở cửa là một con số âm có nghĩa là sau khi mà có thông tin này đó chứng khoán mở cửa ở hoa kỳ đó rất là đỏ luôn à, và cũng tương tự chúng ta thấy là điều tương tự cũng xảy ra khi chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 mở cửa cũng mà là màu đỏ và crypto thì sao các bạn thấy được chúng nhìn vào Bitcoin đó thì uh, hồi tối hôm qua đó đã bắt đầu có một cái đợt đâm nhẹ rồi chúng ta nhìn thấy được là tối hôm qua đó giá đi từ khoảng chừng là 19.000 đô xuống còn khoảng chừng là 18.500 đô như các bạn nhìn thấy trên màn hình trên Zoom mà các bạn thấy rõ hơn đó chính là cái khúc này. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì các bạn thấy được là chúng ta có một cái phục nhẹ là cái mức là khoảng chừng 18.700 đô và ngay cái thời điểm này nè, đây là cái thời điểm mà chúng ta có thông tin liên quan đến CPI đó thì đã có một cái đợt đâm mạnh xuống từ 18.700 đô xuống chỉ còn có 18.100 đô trước khi mà hộp trở lại. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin được tung ra đi rồi sau đó sẽ nói tới cái sự kiện xảy ra sau đó. Thì chúng ta đã thấy đó là cả thị trường crypto cũng như là chứng khoán nó có sự tương quan rất là cao à, liên quan đến à, cái sự phản ứng đối với chỉ số CPI này. Tại sao vậy? Tôi nghĩ là một phần đó là tại vì chúng ta có rất là nhiều à, những cái uh, bot trading, những người mà sử dụng những cái con bot để mà trade đó, thì uh, họ chỉ ra tin tức mà thôi và họ đã có sẵn lập trình rồi, họ không có sử dụng uh, những cái như là tâm lý bị uh, ảnh hưởng, họ chỉ đơn giản là một cái máy sử dụng cái công thức mà thôi. Và nhiều bạn nói là tại sao mà thị trường mới đầu phẫn mạnh như vậy trong khi mà cái sự khác biệt đó so với lại... À, ước tính chỉ một ít mà thôi, chỉ có 0.1 mà thôi khi mà chúng ta nhìn vào à, cái chỉ số à, CPI à, ước tính so với lại sự thật cũng như là khác với lại core CPI chỉ có 0.2 mà thôi. Cái phần trăm khác biệt rất là thấp, thì tại sao thị trường vẫn mạnh như vậy? Thì rất đơn giản, tại vì đây là những con như thường chia sẻ, họ chỉ phản ứng dựa theo công thức, nếu như mà chỉ số cao hơn là ước tính thì những con bot đó nó sẽ bán dẫn đến là các thị trường nó đều có cái xu hướng giống nhau và tôi nghĩ là trong thị trường crypto này đó cũng bắt đầu có nhiều những cái con bot xuất hiện cho nên ta mới thấy cái trường hợp này xảy ra và khi mà chúng ta thấy đột ngột giá đi xuống đó thì những trader cũng có thể là hoảng loạn và bán theo dẫn đến cái sự đi xuống như thế này đó là tình hình của hồi sáng này nhưng mà sau đó đó thì các bạn đã biết là thường thức hồi lúc 5 giờ sáng đi mà xem thông tin rồi chia sẻ với các bạn rồi thường ngủ trở lại rồi thức dậy đó thì mọi thứ đã trở lại như là chưa có chuyện gì xảy ra sau đó thì bitcoin đã trở lại 19.000 đô và Dow lại pump lên 600 điểm S&P 500 và Nasdaq kết thúc cũng rất là xanh ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đã cả ba đều kết thúc đó là tăng hơn 2% ngày hôm nay crypto cũng đã trở lại và tăng thêm 1,27% dựa theo CNBC và chúng ta nhìn thấy được là vàng ra thì không có sự thay đổi nhiều dầu ra thì cũng tương tự ngày hôm qua nhưng mà crypto và chứng khoán đó sau khi phản ứng xấu đã đi ngược trở lên là một màu xanh thì đây là cái điều mà nhiều bạn hỏi thuận là tại sao vậy thật ra Chúng ta cũng không có biết được tại sao đâu các bạn Chỉ là thị trường sau khi mà ngẫm nghĩ lại đó Thì đã có cái sự lạc quan hơn Về tình hình lạm phát ở Hoa Kỳ rồi Và như thường đã chia sẻ đó Thật ra nếu như mà các bạn quan tâm đến cuộc họp kế tiếp của Fed Vào tháng 11 này Thì khả năng những gì xảy ra ngày hôm nay Dù chỉ số có tốt cấp mấy Thì Fed cũng sẽ hành động giống nhau mà thôi Tại vì như thường chia sẻ Họ nhìn vào cái xu hướng của tài liệu Chứ không phải là riêng một tài liệu riêng lẻ nào đâu và nếu như họ đã nói là sẽ tăng thì sẽ tăng chứ nếu không thì sau này Fed sẽ bị mất đi cái quyền lực lời nói của mình và thêm vào đó đó chúng ta nhìn thấy được là thật sự là phần trăm lạm phát vẫn đang ở cái mức cao ở Hoa Kỳ chứ không phải thấp đâu các bạn chúng ta vẫn đang ở mức là 8.2 trong khi mà Fed tăng lãi suất liên tục như vậy rồi à, nhưng mà lạm phát vẫn cao nhưng mà thật ra khi mình chúng ta nhìn vào cái đường mà màu xanh trên màn hình đây là chỉ số uh, CPI theo thời gian thì các bạn thấy được là chỉ số CPI đã bắt đầu tăng lên từ từ uh, từ tháng 5 của năm 2020 nhưng mà cũng không đáng kể nhưng mà chúng ta thấy được là đã có một cái sự tăng trưởng đáng kể bắt đầu từ tháng 2 của năm 2021 nhưng mà Fed không có làm gì cho nên mãi đến năm 2022 này và sau khi mà Fed bắt đầu thực hiện những cái đợt mà tăng lãi suất thì chúng ta thấy được là thật sự phần trăm lạm phát bây giờ đó chưa có xu hướng xuống rõ ràng nhưng mà khi các bạn nhìn biểu đồ này đó thì cũng đã thấy được là lạm phát hầu như cũng đã được chế ngự không có tiếp tục tăng mạnh nữa nhưng mà được chế ngự ở cái mức này thì đó ít nhiều gì cũng cho thấy được là phần trăm lạm phát đã có một cái sự chậm lại hoặc là đi hàng ngang thì bây giờ không có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt nữa thì có thể là nhiều người nhìn vào cái thông tin này và cảm thấy là trong tương lai đó thì lạm phát cũng sẽ từ từ có xu hướng giảm xuống mà thôi đó cũng là có thể nhưng mà nói chung đó sau khi mà thị trường suy nghĩ lại nhìn vào phần trăm của cái tháng vừa rồi so với bây giờ đó thực ra cũng đã có nhiều cái sự cải tiến rồi khi mà các bạn bấm vào tài liệu chi tiết đó ở trên trang web của bộ thông tin lao động ở Hoa Kỳ đó, thì cái các bạn nhìn vào đó bên tay trái đó chính là những cái mặt hàng giống như chúng ta nói tới là lương thực, năng lượng rồi chúng ta nói tới là xe cộ vân vân, thì chúng ta thấy được là cái sự khác biệt đó của nhiều mặt hàng trong cái thời gian từ tháng này và tháng tháng nọ đó thì thực sự đã có một cái sự chậm lại về tăng trưởng, thậm chí là có nhiều mặt hàng đã giảm rất là nhiều so với cái đỉnh, có nghĩa là chúng ta nhìn vào những mặt hàng như là năng lượng đi thì xăng dầu đã giảm rất là nhiều rồi, nhưng mà có một sự lo lắng bây giờ là tháng sau đó thì xăng dầu có thể là có cái xu hướng tăng trưởng trở lại thì có phải là điều này sẽ dẫn đến là lạm phát cao hơn hay là không thì cũng cũng có thể nhưng mà các bạn thấy được là phần trăm lạm phát không phải là chỉ tính riêng xăng dầu mặc dù là năng lượng là một trong những cái yếu tố lớn nhưng mà những yếu tố khác nó cũng có thể là giảm mặc dù là có yếu tố tăng Giống như các bạn nhìn thấy màn hình á, thì chúng ta có những cái yếu tố giống như là năng lượng thì giảm nhưng mà lượng thực thì vẫn có sự tăng trưởng. Nhưng mà các bạn nhìn vào so với tốc độ tăng trưởng, giống như các bạn nhìn vào lương thực đi, tháng 3 tăng 1,2% so với tháng trước đó, tháng 4 tăng 0,3%, tháng 5 tăng 1,0%, tháng 6 tăng 1,3%. Tháng 7 không có sự tăng trưởng, tháng 8 tăng 0.1 và tháng 9 tăng 0.4 Thì so với lại cách đây 6 tháng, đó, cái sự tăng trưởng này giảm đi rất là nhiều rồi Chúng ta có thể nhìn thấy được là tương tự chúng ta À, nhìn vào à, những mặt hàng như là quần áo đi Thì à, quần áo đã không có dấu hiệu tăng nữa Mà thậm chí đó quần áo đã giảm 0.3% rồi Cho nên có cái tăng, có cái giảm Nhưng mà nói chung đó, thì những mặt hàng Mà có sự tăng trưởng chóng mặt đó, Cũng đã từ từ có dấu hiệu chậm lại mặc dù là vẫn tăng giống như là lương thực như các bạn nhìn thấy trên màn hình và thêm vào đó đó thì có một số người nói là chúng ta à, cũng đang nhìn vào đó là có khả năng là cái à, tiền mà mướn nhà đó đang tăng lên và cũng ảnh hưởng rất lớn đối với phần trăm lạm phát tại vì khi mà phép tăng lãi suất thì sẽ dẫn đến cái hiệu ứng là có cái sự tăng trưởng trong lãi suất mượn tiền đi mua nhà khi mà tiền đi mua nhà tăng lên đó, thì có thể là nhiều người sẽ không mua nhà nữa hoặc không mua nổi nhà và họ sẽ trở thành những người đi mướn nhà khi mà điều đó xảy ra đó, thì có thể dẫn đến là cái nhu cầu mướn nhà tăng dẫn đến là giá mướn nhà cũng tăng lên dẫn đến là ảnh hưởng đến lạm phát cho nên cũng rất là khó các bạn thấy được là cái sự cân bằng giữa tăng lãi suất và cái phần trăm cpi đó thì cũng nhiều khi cũng rất là khó để mà cân bằng được nhưng mà có một điều mà các bạn nên biết đó là những tài liệu này là những tài liệu trì hoãn chứ không phải là tài liệu thực tế hiện bây giờ và cũng như là được uh, chia sẻ bởi joe hatch thì uh, cái tài liệu liên quan tới uh, đi mướn nhà đó thì thực ra những thời điều này đó trì hoãn lên tới 6 9 tháng thậm chí là một năm lận cho nên thực tế nó hiện bây giờ tiền mướn nhà đó đã không có còn tăng cao như những tháng trước đây nữa cho nên hoàn toàn có thể là những cái chỉ số CPI sau này đó sẽ phản ảnh là bắt đầu tình hình bây giờ là đã tệ hơn định kinh tế đã nguội lại nhiều hơn so với những tháng trước đó và nhìn vào một cách lạc quan thì chúng ta cũng đã có một cái sự chậm lại về cái phần trăm lạm phát tăng trưởng tại hoa kỳ nếu như chúng ta không muốn nói là đã được kiềm chế thì cụ thể đây cũng là cái lý do thị trường lạc quan là một chút khi mà mọi người bình tâm suy nghĩ lại là đúng là chúng ta thấy cái ước tính đó, nó không có như là sự thật sự thật đó, thì tại ước tính nhưng mà sự thật so với tháng vừa rồi thì vẫn có nhiều cái điều khả quan chúng ta nên nhìn vào cũng có thể đó lý do tại sao mà những nhà đầu tư họ đã hồi chăm à, nghĩ ý lại và thị trường đã hồi phục trở lại và thậm chí hiện bây giờ vẫn là rất là tốt so với lại ngày hôm qua và cũng có thể là rất nhiều người có lòng tin dài hạn à, vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cũng như là crypto cho nên có nhiều người cũng đã có thể là chờ sẵn để mà mua những cái mức giá tốt khi mà tới mức giá đó họ vào mua thu mua những cái mức rẻ tích lũy dài hạn giống như là bản thân thuận bây giờ thì nhiều bạn có thể biết là vẫn liên tục uh, tích lũy trong vòng mấy tháng qua thì uh, cứ tích lũy liên tục không nh những riêng là tích lũy về crypto mà tích lũy thêm về cái mạng chứng khoán nữa thị trường có thể xuống thêm hay không thì điều đó thường không biết bạn cũng không biết không ai có thể biết được nhưng mà cái mà thuận có lòng tin là cái giá tương lai sẽ tốt hơn là cái giá bây giờ và bây giờ là điểm mà thuận tin tưởng là những thời điểm tốt để cho bản thân mình tích lũy. Đương nhiên đây chỉ là thùng chia sẻ tôi đang làm gì mà thôi, không phải là lời khuyên đầu tư. Mỗi người thì đều sẽ có một cái nhận định khác nhau và những cái vị thế khác nhau cho nên các bạn cũng tự tham khảo và đưa ra quyết định cho bản thân của mình. Và nói tới cuộc họp của Fed thì sẽ diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tây tháng 11, còn khoảng chừng là hơn 2 tuần nữa. 19 ngày nữa sẽ có cái cuộc họp đó và chúng ta đương nhiên thấy được là cái thị trường hợp đồng, đồng tương lai bây giờ đã nói là khả năng là Fed tăng là một trăm phần trăm là Fed sẽ tăng nhưng mà tăng bao nhiêu đó thì uh, khi mà có cái thông tin liên quan CPI đó thì đã có một số hợp đồng nói là có thể là Fed sẽ tăng một phần trăm trong cái cuộc họp tới đây nhưng mà bây giờ uh, cập nhật trở lại thì hầu như chúng ta đã thấy được là chín mươi sáu phần trăm nghĩ là Fed sẽ tăng 0.75% trong cuộc họp tháng 11 này chỉ có 3.7% nghĩ là Fed chỉ tăng có 0.5 mà thôi. Cho nên bây giờ phần lớn vẫn tiếp tục nghĩ là Fed sẽ tiếp tục tăng 0.75 trong cuộc họp này nữa. Đối với thuần thì thật ra cứ tăng từ từ dị hoài cũng không có phải là điều tốt đâu các bạn. Đối với thuần nếu như mà Fed thực sự là quyết tâm như là Fed nói về quản lý phần trăm lạm phát đó thì hãy tăng một lần liền một phần trăm cũng được một năm phần trăm cũng được có thể gây một cú sốc trong thị trường nhưng mà sau đó chúng ta mới có cái sự hồi phục được chứ bây giờ cứ tăng từ từ như vậy hoài thì cũng không biết tăng tới khi nào Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got